Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới vui vẻ, hạnh phúc nha. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là khu Vinhome. Trước mặt các anh chị và các bạn đó là tòa nhà 81 tầng Landmark 81, vang danh Sài Gòn. Khu này được mệnh danh là khu nhà giàu nè. Thì hôm nay, hành trình hôm nay em sẽ dẫn các anh chị và các bạn cùng loanh quanh đi dạo một vòng, xem khu khu này nó khác gì mấy khu khác ha. Hiện tại sẽ bắt đầu từ cái cổng chính của Landmark, rồi mình sẽ đi một vòng tản bộ khu này xem sao, coi nó khác khu Cổng Muối hay khu Hàm Tử hay khu Chợ Lớn gì không ha. Ở đây khu vực này được thiết kế rất là giống ở nước ngoài. Chúng ta thấy đường xá rồi hạ tầng ở đây nhìn thấy rất là sang trọng. Mình nhìn theo hướng này chính là cái cầu Sài Gòn nè, cầu Sài Gòn đi về Thủ Đức, quận 9. Rồi theo hướng này chúng ta sẽ đi cặp theo cái bờ sông Sài Gòn. Rồi bây giờ mời bà con mình cùng đi loanh quanh một vòng nha. Sẵn dịp hôm nay dẫn bạn đầu nhỏ đi chơi trong cái khu vực này. Thì trong khi chờ đợi thì em dẫn bà con mình đi ngắm phố phường. Đây là cổng chính để đi vô cái trung tâm thương mại. Ở đây thì khách du lịch, khách du lịch và khách ở các tỉnh cũng như ở các quận tập trung đổ về đây rất là nhiều vào những dịp buổi tối. Ở đây thì có cái cầu vượt để đi qua cái công viên lớn nhất ở cái khu vực này. Công viên với vốn điều lệ hình như là khoảng 500 tỷ Việt Nam. Những cái lốc chung cư nè. Những cái lốc này thì rất là đắt giá, nằm ngay khu này cũng là khu gọi là khu đắc địa. Mình nhìn cũng có hầu như là đa số người ta mua hết những cái căn ở trong cái lốc này rồi ha. Phía dưới cái lốc chung cư thì có những cái những cái công viên nước này nọ các kiểu cho con nít, và dân cư ở đây xuống đây hội họp rồi ngắm cảnh, nó giống như là khu Nguyễn Huệ vậy. Ở đây thì chúng ta cảm thấy rất là an ninh khi mà dạo bước ở khu vực này. Các bạn trẻ đi loanh quanh, đi dạo, chụp hình. Chút xíu nữa chúng ta sẽ vô tham quan cái khu công viên, xem trong đó có gì ha. Ở đây được thiết kế theo em thấy thì rất là giống khu Singapore, đất nước Singapore. Ở đây cũng được coi là cái tiểu Singapore, một đất nước Singapore thu nhỏ ở ngay lòng Sài Gòn.
chạy tay trái chúng ta đó là khu vực công viên. Bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng trong khu đô thị này ha, công viên chút nữa mình đi sau. Đa số là chung cư không thôi, không có nhà phố, rất là nhiều lốc chung cư ở đây. Ở đây được quy hoạch giống như là một cái thành phố tách biệt Sài Gòn vậy đó. Để đi đến đây thì các anh chị các bạn đi cái đường Cường Để năm xưa, cũng là đường Tôn Đức Thắng, rồi đến hãng tàu Ba Son, rồi chúng ta sẽ quẹo phải đường Nguyễn Hữu Cảnh cặp bên Thảo Cầm Viên. Thẳng đường Nguyễn Hữu Cảnh này thì chúng ta sẽ đến cái khu vực gọi là Vincom này. Thì bây giờ cái khu vực cái dự án Vincom nó nối dài từ đây cho đến nhà máy đóng tàu Ba Son luôn, xưởng đóng tàu Ba Son năm xưa luôn. Thì sau này cái xưởng đóng tàu Ba Son sẽ không còn nữa ha. Cái khu đô thị này chủ yếu là người ta mở những cái dịch vụ như là bất động sản, rồi công ty văn phòng đại diện, chứ không có ở đây không có kho xưởng hay là nhà máy gì hết, mà cũng không có nhà dân, nhà phố ở đây, chỉ có những lốc chung cư thôi. Đây thì có những trường quốc tế họ mới xây thì cho những cái công dân ở cái khu vực này thuận tiện trong cái việc sinh hoạt, đi lại, học hành. Cái cách sống ở đây giống như là ở nước ngoài vậy đó. Ở mỗi cái lốc chung cư á, ở phía dưới thì nó có những cái dịch vụ như là hàng quán nè, ăn uống nè, rồi như là điển hình ở đây có cơm tấm Cali nè, đây là Landmark 2, rồi những cái shop 7-Eleven, cái thẳng hướng này mình sẽ ra đường Nguyễn Hữu Cảnh và đi đến cầu Sài Gòn nè. Chúng ta sẽ dạo bước thêm vài bước nữa ở trong cái khu nội ô này thế nào ha, để cho các anh chị và các bạn, nếu ai chưa có dịp đi đến đây thì mình cùng nhìn lại ha, có dịp để chúng ta cập nhật lại một số hình ảnh ở khu vực này. Thì bây giờ chúng ta qua đường nha. Ở đây thì xe cộ chạy có vẻ rất là trật tự, không có đông lắm như so với những cái con đường khác ở Sài Gòn. Mình đợi xe vắng mình qua đường được. Cái khu vực chỗ này thì không có đèn đỏ. Đi thẳng hướng này là mình sẽ ra cái đường lớn, cái đường bao quanh cái khu Vinhome này, cũng là con đường cặp cái bờ sông Sài Gòn luôn. Chúng ta đi qua đường thôi. Ở đây những cái dãy, những cái dãy phân cách đi qua đường á, thì trước đó thì sẽ có một cái dãy giảm sốc hoặc giảm tốc độ, để khi mà xe tải, xe du lịch hay xe gắn máy chạy đến thì họ sẽ chạy chậm thiệt là chậm, và để chúng ta qua đường dễ dàng.
cái khu trong kia thì có vẻ hơi vắng. Mình đi theo cái trục đường chính ở cái nóc chung cư này ha. Ở đây thì có những cái anh chạy xe ráp hay tập trung vào những cái con đường ở dưới những cái tòa tháp này. Ở đây khách du lịch đa số là khách Hàn Quốc rất là nhiều, không hiểu vì sao. Lúc nãy chúng ta nhìn có chiếc xe bus đỏ đỏ đó, du khách người Hàn Quốc có lẽ họ làm việc ở đây. Bây giờ người Hàn Quốc tập trung rất là nhiều ở cái khu vực Phú Mỹ Hưng. Ở trong khu vực này chỉ có con đường này là sầm uất nhất, đông đúc nhất. Chúng ta qua bên kia đường nha, chỗ này hết đường đi rồi. Mình thấy trong đây rộng lớn vậy chứ không phải con đường nào cũng đông, chỉ có cái trục đường này là đông đúc nhất. Những cái trục đường kia thì đa số là đường cùng. Thẳng hướng này là chúng ta sẽ quay trở về cái công viên lúc nãy mình đứng đó. Rồi chúng ta sẽ qua đường nha. Bảo vệ trực liên tục nên mình thấy khu vực này rất là an ninh luôn. Ở đây xe máy và xe hơi không được đậu lâu ở dưới lòng lề đường ha, chỉ khoảng vài phút thôi. Nên khi mà chúng ta đón taxi hay là xe ráp thì chúng ta phải tranh thủ, vì ở đây họ không được đậu lâu. Thà mình đợi người ta chứ người ta không đợi mình được. Nhưng ở dưới cái lóc chung cư này có cái chỗ để ngồi uống nước nè, rồi cái shop tiện lợi nè. Ở cho khu này cũng có rất là nhiều khách sạn. Như mình thấy hồi nãy có khách sạn Vinmart gì đó, Luxury Vinmart. Này có bún bò Huế An Hòa nữa nè. Thì nói chung ở đây thì ăn dạng như là giống như nước ngoài thôi. Còn những quán đặc sản, quán lâu năm thì ở đây, cái khu này mới hình thành thôi, không có nhiều lắm. Ở đây thì đa số là họ sẽ làm một cái gọi là cái này, cái bằng cái đồ cúng á. Khi mà mình đốt giấy tiền vàng bạc á là mình sẽ đốt ở đây, không có đốt tràn lan giống như ở nhà phố. Nhà phố thì nhà ai nấy trước cửa nhà ai mới nấy đốt, còn ở đây thì phải tập trung ở một cái khu vực như vậy ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi một đoạn nữa rồi mình sẽ gặp nhau ở trong cái chung cư. Cái tầng hầm để xe của
những cái cư dân ở trên cái chung cư này. Cái tập đoàn Vinhome, Vingroup, Vinro này rất là lớn, hầu như là lớn nhất cả nước luôn. Tập đoàn có rất là nhiều cái hạng mục, rất là nhiều cái ngành nghề, từ bất động sản cho đến siêu thị, rồi kim khí, điện máy, rồi hầu như là tất bật tật luôn, rất là nhiều. Khi mà chúng ta lên online đó thì Vingroup, Vinhome này nó có cái trang A Đây Rồi đó. A Đây Rồi là cũng của tập đoàn này luôn nè. Bán rất là nhiều đồ. Nó giống như là Lazada hay là Amazon, eBay ở nước ngoài á. Ở Việt Nam thì có A Đây Rồi, Tiki, Shopee vân vân. Trong cái khu dân cư này thì đâu đó vẫn còn cái dãy nhà của người dân ở đây. Có lẽ cái cụm dân cư này chưa có thỏa thuận xong hay sao á. Nguyên cái dãy dân cư này nè. Em thấy nãy giờ chỉ còn sót lại cái ô này thôi, không có nhiều nhà, nhưng có lẽ họ không có bán hay sao á. Rồi chúng ta sẽ đi một vòng qua đây nữa, rồi chúng ta sẽ kết thúc hành trình ngày hôm nay, vòng vòng ở cái khu Vinhome, khu nhà giàu ở lên mặt 81. Cái khúc bên đây thì mình thấy không có đông lắm, nhưng mà vẫn so với các con đường khác ở khu vực này thì đường này là sáng sủa nhất, là cái trục đường chính đi từ Nguyễn Hữu Cảnh đi vô đây ha. Rồi một số hình ảnh ở khu vực Landmark gửi các anh chị và các bạn, chúng ta cùng cùng nhìn lại và cập nhật. Khi có dịp đến Sài Gòn thì mình không có bỡ ngỡ. Ở đây thì chúng ta có thể gửi xe máy ở dưới những cái lóc chung cư này nè, hoặc là ở gửi xe ở cái ở dưới tòa nhà Landmark. Khi đi từ cổng vào, cổng vào thì bên tay trái là tòa nhà Landmark, rất là dễ thấy luôn. Đây là những cư dân ở trên cái lóc chung cư này nè. Thật ra thì ở chung cư hay ở nhà phố đều có cái ưu khuyết điểm riêng ha, nên mình không thể nào so sánh được nhà chung cư hay nhà phố thoải mái hơn hay là không thoải mái hơn được, tùy cái nhu cầu và cái mục đích của mỗi người khác nhau, nên người nào người này thấy thích hợp thì người kia không thấy thích hợp, vậy thôi, đơn giản. Rồi mình nhìn lại là chúng ta sẽ kết thúc hành trình tại đây nha. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc các anh chị và các bạn luôn vui vẻ và thật nhiều sức khỏe.